bạn đang theo dõi trên màn hình là sân vận động công viên Lạch Tray. Hiện nay tại phía đằng sau đài tưởng niệm liệt sĩ của thành phố Hải Phòng có một cái khu vui chơi giải trí buổi chiều và buổi sáng là rất đông người ở đây tập thể dục. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là các thanh niên tầm khoảng 20-18, ngoài 20 đến đây tập thể dục những cái bài tập hít đất, kéo xà, rồi nhảy xà rất là đẹp. Những thanh niên này nhảy xà, kéo xà rất là điêu luyện. Các bạn đang theo dõi trên màn hình. I think I love because of my motherfucker.